Ơi, chào mọi người. Hôm nay thì xin giới thiệu cho người một cái sản phẩm máy mài gốc của hãng Smart Pro ha. Thì cái máy mài này nó có cái mã là MBAG 950 sạc 100. Thì lúc trước tôi cũng có giới thiệu cũng cái mã này nhưng mà nó thêm chữ R nữa, thì nó khác nhau ở chỗ là công tắc đuôi và cái công tắc nằm bên hông. Thì cái mã này sạc 100 nó nghĩa là công tắc nó nằm bên hông rồi ha. Thì nó có hai cái dòng sản phẩm là dòng công tắc đuôi và dòng công tắc hông. Đó, công tắc mà nằm bên hông nè, thì anh em nào thích cái dòng nào thì mình mua dòng đó, về cái giá thì nó như nhau hết ha. Thì cái dòng này là 100 là 950W ha, lưỡi một tấc, nó dòng điện 220 240 56 50 hạt đó. Thì tốc độ quay của nó là 11.000 vòng một phút, nó sử dụng lưỡi là một tấc, cái răng M10 ha, cái đầu răng M10 rồi. Ok, hàng chính hãng của Smart Rồ ha. Thì bây giờ tôi sẽ khui cho người xem. Đó, làm rất là đẹp. Thì giống như những cái dòng khác ha, nó cũng có một cái hướng dẫn sử dụng về cộm giống vậy, hai cái chổi than. Rồi đây là cái thang máy. Và trong đây nó có một tay nắm. Thì góc bộ nó chỉ gồm như vậy thôi ha. Thì mắc rồi này có ưu điểm á, nó làm cái thân nó gọn. Cái thân này nè, nó gọn mà khi chúng ta thao tác rất là dễ, chúng ta có thể cầm. À, cầm nó dễ lắm, cầm thao tác nó dễ vừa tay luôn đó, vừa tay luôn. Thì công tắc nằm bên hông, thao lên một số đó ha, rất là thuận tiện cho anh em ta làm. Công tắc đuôi thì nó chuyển từ đây lên đây, là cái dòng này là dòng công tắc nằm bên đây, hai bên này là hai bên cái chổi than ha. Thì chúng ta cần thay thế, ta mở hay ra thay thế cho than đó, thì nó vừa làm hai cái lỗ lưới rồi dùng đi hút gió đó ha, hút gió trên đây nè, gió lên nó làm mát ở trong đây, đẩy gió này để làm mát. Đó. Thì mắc rồ được đầu tư rất là kỹ, thì cái một cái màu xanh rất là đặc trưng của nó ha, xanh đen đó, xanh đen vàng, ba cái màu đặc trưng của nó. Nó màu tím nhất lọc màu tím đó, rất là đẹp. Thì những anh em nào đã xài qua mắt dòng mắc rồ mình cũng biết ha, chất lượng nó cũng là tương đối là khá là tốt, là một sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, thương hiệu của Trung Quốc ha. Nhưng mà đầu tư về chất lượng rất là kỹ ha, nên mới bảo hành cái máy là 6 tháng nha mọi người ha, 6 tháng đó. Dây điện thì nó cũng chùm thêm một cái logo ở đây đó, nó có đầu sự quảng cáo của nó đó. Chắc lớn rồi, thì bây giờ tôi sẽ cắm điện vô thử nghe tiếng máy như thế nào ha. Rồi mọi người chờ một chút. Rồi tiếp người ha, thì đây ổ điện, đây tôi sẽ cắm vào ha. Đó thì chúng ta cần nghe thử tiếng máy ha. À, tiếng máy nó rất là tiếng mẫu hình xin này, tiếng máy chạy rất là êm ha, tiếng máy chạy rất là êm. Tôi quay bằng một cái camera nó không có chế độ lọc âm người ha, nên mọi người vẫn nghe cái tiếng ồn á, tiếng ồn của xe đó ha. Rồi theo tôi đánh giá cái máy này nó chạy cái ga rất là êm ha, cái nước đầu nó không có không tải á, không nó rất là êm, nó không ít nghe cái tiếng xào giống như tiếng mặt đạn của những cái dòng mà khác đó. Thì mọi người để ý cảm nhận cái tiếng nghe của nó khi mà mình tắt á, nó quay nó xào mặt đạn rất là ít ha, nó không có như dòng khác nha, dòng khác kêu lớn lắm. Rồi quá êm mọi người ha. Rồi chọn chút khách. Rồi tiếp người ha, thì đang bán có khách vô mua đồ, mặc dù giờ này cũng tối này, gần 7 giờ tối rồi. Thì thôi mình tiếp khách thôi. Ok rồi, thì nãy tôi thử cho người xem ha, thì bây giờ tôi sẽ thử lại cho người xem một nữa ha.
thì cái camera tôi quay á là nó không có lọc tiếng nên mọi người có thể nghe được cái tiếng âm thanh thật của nó ha. Rồi, ok mọi người ha, máy rất là êm. Của hãng Smart Roll, bảo hành 6 tháng. Có cái mã là MBAG950-100 ha. Đó. Rồi, mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với tôi số điện thoại 0942 309090 nha. Rồi, cảm ơn, xin chào.